Xin chào các bạn. We buy new hubcaps for the car. To be all four the same. So they're plastic. There's a hole here for where the air is. Oh, hello. Xin chào bà cô chú anh chị và các bạn. Nãy giờ Trang mở camera lên cho chồng Trang chào trước, bởi vì Trang quên gắn răng. Mấy cái răng tạm ở đây, nào tối ngủ gỡ ra mà sáng quên, xin lỗi. Bây giờ chồng Trang mua mấy cái này nè, gắn vô cho nó mới đẹp. Ủa dễ à vậy hả? Bùm bùm vậy xong hả? Yeah, boom, boom, that's boom, 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 boom. Okay, two more. Yeah, bốn cái mà chồng đang nãy làm đằng kia cái rồi. À, giờ đây cái, giờ ba hai cái hai bên kia nữa. Okay, come on, it's hot. Okay, trời nóng quá cả nhà ơi, chồng đang nói nóng quá nắng. Làm miếng đẩy xe ra để ngay đây luôn, chật chội cả nhà. Rồi bên đây hai cái nữa. Ủa mà đánh vô vậy cái xong là chắc không ta? Dễ ở kìa. Không biết vậy nó chắc luôn. Đập bập bập vô không có ốc, không có gì dẫn hết trơn. Còn một cái bên kia nữa. Đây, nhìn cái bánh xe nó rất là mới cả nha. Đó, chị Tư cho nè, tân trang lại. Cảm ơn chị Tư. Done, xong rồi. Yeah, look how pretty it is. À, nhìn đẹp ha, để trong quay lại cả nhà xem ha. Rồi, một cái mới nè. Hai cái bánh mới nè. Ba cái nè. Bốn cái nè. Nắng quá, chồng đang đóng cửa xuống rồi. Đó, đóng tự động nha. Nguyên cái gara này là sửa 30 mấy ngàn đô cả nhà. Có đèn luôn nè. Mấy anh chị vô sau kênh của Trang thì Trang nói lại luôn. Là hai cửa sửa thành một cửa. Rồi cái trần nó bị trùng xuống á, rồi nâng lên, rồi gắn đèn mới, 30 mấy ngàn đô đó. Nè cả nhà, mua xong á mấy cái mâm bánh hồi nãy rồi, bây giờ cái bỏ vô cái thùng này nè, giờ cắt bỏ thùng rác cả nhà, tại vì thùng rác mình để nuôi điều trị thì nó mau đầy lắm. Phải cắt như vậy nè, tối ngày vợ chồng hay cắt chơi cắt này nè, chồng em mua đồ trên mạng dữ lắm cả nhà, nhiều khi mua bị nghiện luôn á, dạ, có khi ngày nào cũng có đồ đến cái cửa nhà, mua này mua kia, phụ nữ mình thích đi shopping mua quần áo thì chồng em cũng thích shopping ở trên mạng. Mua này kia tất cả cho nhà cửa thôi. Dạ, để đổ rác. Hang up, Liza. Các bạn. Dạ, good. Hẹn gặp lại sao các bạn. Đi đi. Ở như em. Hề đúng cả nhà. Có nhiều người nói chồng Trang giống Mr. Bean. Mr. Bean. Mặt cũng giống Mr. Bean hài hài. Mà chồng Trang không chịu, chồng Trang nói ông đã sống hơn. Dạ, con gái qua chôm chỉa gì của cậu Năm kìa. Có gì chôm đó hả? Rồi cậu Năm sáng ăn mì gói cả nhà ơi, tội nghiệp quá. Ở bên đây sáng ở nhà ăn mì vậy đó. Vậy đó, mì muôn năm mà. Con gái chôm gì vậy? Rồi chôm gói mì của anh Gali. Rồi ơi. Rồi giật của anh luôn hả? Anh ơi nó giật rồi. Mẹ còn hét nữa. Anh nấu giùm là gói khác đi. Trời ơi táo ngon quá trời. Táo ở cây táo ngoài sau của năm nay hái được một thao to luôn rồi chôm nữa. Rồi lấy hai bịch chôm nè cả nhà ơi. Con trai út của anh Năm đang là lớn hơn Râm tuổi, ngủ dậy trễ thì ăn sáng ăn trưa luôn vậy đó cả nhà. Mày nó đỡ anh ơi. Thư nó ghẹo anh á, anh mắc cỡ trốn luôn.
mắc cỡ rồi con, kệ nó mà, em nó ghẹo chơi mà nó trốn nữa rồi. Anh nói mắc cỡ là đói á. Mất qua nhà anh Năm chơi rồi cả nhà. Con Trang khoái như nhà anh Năm, nhà anh Năm đẹp rồi vui, đông vui nữa. Bên Trang có một mình. Để trong quay vòng vòng cả nhà cho cả nhà xem ha. Đây là ngoài cửa đi vô nè cả nhà. Để trang quay bên đây. Bên đây là cái phòng khách, phòng khách nhỏ nhỏ để mấy cháu ngồi. Còn bên đây là phòng khách lớn. Bên đây là cầu thang đi lên lầu. Bên đây là bàn ăn, mấy cậu cháu đang ngồi. Và bên đây là nhà, bên đây là nhà bếp rất là đẹp. Chồng Trang mỗi lần qua đây là buồn, nó nhà mình cũ. Ở dưới nhìn lên lầu nè cả nhà, đẹp dễ sợ đẹp không. Nói chung anh Trang qua mấy chục năm nhưng mà nhà vẫn còn góp một số nha cả nhà. Để hôm nào Trang kể chia sẻ cái chuyện này cho nghe. Dạ, nồi cơm điện của anh Năm. Nồi cơm điện của anh Năm hiệu này nè. Có chị khán giả hỏi Trang rồi, Trang nay Trang quay cho cả nhà xem nha. Mà cái hiệu này cũng cả chục năm rồi. Sợ nó hết rồi. Hết hàng này. Cái kiểu khác thôi. Nhưng mà chắc cũng cái hiệu này, thương hiệu này nè. Chị ơi, chị xem giùm em nha. Anh Đăng ơi, đi về. Anh Đăng ơi, nó ghẹo anh á mà trốn con, luôn à mà chứ mẹ đẻ con kêu mẹ đẻ anh cho con, mẹ có đẻ đâu, đẻ em rồi đấy chị hai. Thì con kêu đẻ anh mà con không kêu đẻ anh kêu được hả? Có ngày nó xàm xí vậy đó ông bà cô chú ơi. Thôi đi về phụ cha ăn chuyện thôi, đi đi ăn no rồi đi. Dù về phụ cha mày điên quá. Chửi rồi quay đấy mà chửi nó hoài luôn vậy á. Rồi đi về nuôi đi về. Bye bye, đi về cả nhà ơi. Mẹ giận anh, mẹ giận con nuôi về làm anh không? Rồi, giận về nuôi, nó đâu chịu về bển ở đâu, nhà này đẹp quá mà. Vậy con qua đây. Nè đi đi. Nó bắt anh ơi. Thôi đi về, mau lên. Rum chuẩn bị lên đường nè, chồng bà cô chú đi. Rồi, Rum đi vô trường, đi nay đi bán hay gì Rum? Bán đồ với lại làm chụp hình không? À, cho đội bóng Rim đi bán đồ ăn với không chụp hình bóng. Cho cái gì con? Người ta làm ngoài nó chơi rồi. Rồi các hoạt động vui chơi Rim đi chụp hình cho trường với bán đồ ăn cả nhà. Giờ vợ chồng Trang đi chợ cả nhà. Mỹ à, đây là cái quầy chi, rất là nhiều chi đủ loại hết cả nhà. Các cái quầy bánh kẹo nè, cookie nè, trời ơi mê chích luôn. Đường không nè, cứ dừng lại đây nhìn ngắm. Con gái đi về, bé Râm đi các hoạt động của trường, hai vợ chồng lân tân thì đi chợ, có hai vợ chồng già thôi. Đây cái quầy này mấy trái dưa leo mà nhận chua, chồng Trang ăn sống hay lắm, còn Trang thì nấu canh cũng được cả nhà. Ở đây các loại thịt nguội của Mỹ nè, thì hot dog rồi đủ thứ hết. Thì chồng Trang cũng thường ăn mấy cái loại đó, ăn từ nhỏ nó quen rồi. Bây giờ thì cũng ăn theo tiếp tục như vậy thôi. Thì xong rồi bây giờ ra tính tiền cả nhà. Thì tính tiền xong rồi thì đây là chợ Co G. Thì mỗi lần đi Co G Trang sẽ có một cái món đặc biệt. Bây giờ chồng Trang kêu Trang giữ xe ở đây đi. Thì chồng Trang đi lại cái góc kia để mua cho Trang cái món đặc biệt. Và Trang với bé Râm luôn, hai mẹ con. Thời tiết hôm nay ở ngoài là 104 độ F, là đúng 40 độ C cả nhà. Trong tuần tới thì nó 107 độ F, cao nhất là gần 42 độ C. Nóng thật là nóng, ở trong đây là thấy mát mẻ, ra ngoài là nóng dữ lắm. Đây có quà là Trang có quà là Starbucks. Mua một tặng một cả nhà. Nắng quá, độ nóng lá là tốt nhất cả nhà. Nó mát thì ghê luôn á. Trang về nhà rồi, đang chiên miếng cá với lại cái sườn cắt lớp nãy mua 9 đồng mấy nè cả nhà. Ướp đây, đợi bé Râm về rồi Trang chiên. Thì bé Râm lúc này đi học rồi sẽ ít vô video với Trang, thì ông bà cô chú anh chị cũng thông cảm giùm. Tối nay bé Râm dặn 8-9 giờ nhắn tin thì mới rước. Thì thôi video đã dài rồi, chờ bé Râm về tối dữ lắm. Để Trang kết thúc video ở đây. Cảm ơn ông bà cô chú anh chị các bạn rất là nhiều. Yêu thương gia đình nhỏ của Trang thì chia sẻ ủng hộ cùng Trang ha. Nhớ ấn vào cái chuông nhận thông báo video mới. Trang xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại video sau nhé. Bye bye.